trong tình trạng ôi gan vàng hoặc đau ý à. Tư là tư phụ thương, bảo kiếm sắp không lên đàn. Chủ quán tính tiền. Dạ 370 anh ơi. 370 à. Khỏi thôi. Vô bò. Ê. Tôi đang lấy lại trả cho người ta mà. Ở đây, cũng người ta mà lấy chi vậy? Anh ơi, anh. Gì? Cái bóp anh rớt nè anh. Ôi hả? Cá bơ. Cắt vô đi, trời ơi. Xỉn rồi, không có cẩn thận. Cá bơ bà chủ. Rồi. Coi trước lúc thì nhớ lắm xưa. Tôi âu buồn đậm chí đối già. Bác có sao không bác? Ôi bác say quá rồi. Nhà bác ở đâu? Bác có sao không bác? Đây đợi bác này. Âu sợ này. Cứu rồi. Ai vậy? Bác có sao không bác? Cứu. Sư Tấu Hải. Dạ bữa nay trời lạnh. Từ phần tư, từ từ nha đó. Nhiều. Lạnh lắm. Nay thấy lạnh quá trời luôn rồi. Ôi, bởi vậy. Lấy con ấy. Ôi dạ. 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 Xin lỗi. Không có gì, không có gì. Ủa? Cái đêm hôm khuya khoắt mà lạnh ngắt mà cảm anh bé đi đâu vậy? Trời, em làm gì chạy với Tâm Anh? Ê, mắt vệ sinh quá. Từ từ thôi. Từ đó. Chị mệt không? Mệt lắm đúng không? Biết vậy em nhờ cậu ba chở đi cho rồi. À, Nguyên. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Có gì đâu. Thôi chị về phòng nghỉ đi. Ừ, cậu có ngon nha. Dạ. Con mới về đó hả? Dạ đúng rồi. Hình như là bài kiểm tra một tiết hôm nay con bỏ thi thì phải. Dạ tại con bị đau bụng đó mà. Ủa con bị đau bụng hả? Dạ đúng rồi. Vậy đi toilet xong tại sao không quay lại thi tiếp hả? Dạ con mắc cỡ mà. Tội nghiệp con quá. Dạ. Con mắc cỡ vậy chứ con bị điểm không, con có mắc cỡ không? Mẹ ơi, mẹ đau mẹ. Mẹ đau. Mẹ ơi. Ủa, chị Lan. Ủa, đâu mọi người? Anh cổng ai vậy? Ủa.
Sao anh cổng bác vậy? Tại bác Tấu Hài á, từ hồi nãy là tôi đi chạy bộ rồi cái thấy bác á, nằm ở ngoài đường á. Mà sao bác lại nằm ngoài đường? Cũng biết là sao nữa, chắc là bị cướp tiền rồi quần áo á. Trời đất ơi, trời ơi tội bác vậy. Ủa mà hai người đâu vậy? Tôi mới đi coi kịch về gỡ dạ cổ Hoài Lan á. Ok, thôi lát gặp nha, để tôi đưa bác về trước. Thôi đi cẩn thận nha. Nhanh đi cẩn thận nha, không thôi bị cướp giật rồi đó. Bye bye. Ok. Dạ cổ Hoài Lan. Đi mà không rủ mình. Tư là tư phụ tương, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra lũ trong tình chàng, nắm căng mơ màng, em lũ trong tình chàng, ôi gan vàng hoặc đau ý à. Tư là tư phụ tương, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra ngóng trong tình chàng, nằm canh mơ màng. Mẹ ơi sao hôm nay mẹ đi chậm vậy? Bữa nay á chân mẹ hơi bị đau. Chân mẹ đau nhiều không? Đau ít rồi con. Con chờ mẹ xíu nha. Mẹ sao vậy? Mẹ mệt lắm hả? Đừng cõng con trai yêu mẹ trên lưng. Làm sao mẹ mệt được hả con? Bây giờ mình đi tiếp nha. Tư là tư phụ tương, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình trạng, năm căn mơ màng. Tôi thương mẹ. Có Hải ơi, coi là vui mà. Má đâu? Con nhớ mẹ.